trăm triệu gánh lỗ, ồ ạt à, trả mặt bằng, chủ khách cùng méo mặt. Hàng trăm triệu thuê cửa hàng mặt phố mỗi tháng, nhưng kinh doanh ế ẩm, không cầm cự nổi, nhiều chủ kinh doanh phải đóng cửa, trả mặt bằng, sang nhượng cửa hàng. Nhiều tuyến phố sầm uất như Thái Hà, Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Nghĩa Tân, Trần Thái Tông, vốn rất khó, để tìm, được mặt bằng kinh doanh, nhưng nay nhan nhản các biển treo cho thuê nhà, sang nhượng mặt bằng. Một nhà hàng ăn uống khá có tiếng trên phố Ô Chợ Dừa Đống Đa, Hà Nội kinh doanh tại đây đã được 5 năm nhưng từ sau Tết cũng phải đóng cửa trả mặt bằng. Hệ thống nhà hàng này chỉ còn duy nhất một cơ sở tại tô hiệu cầu giấy là vẫn hoạt động. Hơn một tháng treo biển cho thuê mặt bằng, chủ nhà này vẫn chưa tìm được khách thuê mới bởi giá cho thuê mặt bằng. Tại đây rất đắt đỏ, 190 triệu một tháng với diện tích 190 mét vuông và yêu cầu bắt buộc ký hợp đồng 5 năm, 6 tháng đóng tiền một lần. Cũng treo biển sang nhượng cả tháng nay. Nhưng một nhà hàng trên phố Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy, Hà Nội vẫn chưa tìm được người thuê, theo chủ nhà hàng. Mặt bằng 100 mét vuông có giá cho thuê hiện, tại là hơn 40 triệu đồng một tháng, giá sang nhượng 200 triệu đồng. Chủ nhà hàng đã ký hợp đồng thuê nhà 5 năm và đã kinh doanh được 1,5 năm. Do làm hàng cơm văn phòng chỉ đông khách vào buổi trưa còn buổi sáng và buổi tối hầu như không có khách, kinh doanh không hiệu quả và như kỳ vọng nên chủ nhà hàng này phải sang nhượng lại, mặt khác tình hình dịch bệnh cũng khiến lượng khách sụt giảm mạnh dẫn tới quán phải đóng cửa. Trước đây giá cho thuê hơn 40 triệu đồng một tháng không phải là đắt. Nhưng do tình hình khó khăn chung, kinh doanh ế ẩm thì có khả năng phải đàm phán lại với chủ nhà, giảm giá mặt bằng xuống tầm 30 triệu đồng một tháng thì mới mong có khách thuê, chủ cửa hàng cho hay đang treo biển cho thuê mặt bằng tầng một rộng 40m2 với giá 25 triệu đồng trên phố trung kính. Chủ nhà này cho biết cũng có mấy khách hỏi nhưng vẫn chưa cho thuê được. Được biết ở những tuyến phố sầm uất này rất hiếm khi có mặt bằng kinh doanh trống để cho thuê dù giá thuê vô cùng đắt đỏ. Theo một số chủ cửa hàng nguyên nhân khiến hàng quán đóng cửa trả mặt bằng là do lượng khách giảm mạnh, doanh thu không đủ trả chi phí thuê mặt bằng. Nhiều chuỗi cửa hàng đến thời hạn hết hợp đồng thay. Vì ký tiếp đã chọn phương án đóng bất cửa hàng. Trước tình trạng khó cho thuê vì kinh doanh ế ẩm, chủ nhà cho thuê trên phố Thái Hà đã có động thái giảm giá mặt bằng để hút khách. Trước đây chủ nhà này cho thuê mặt bằng 3 tầng với giá 60 triệu đồng một tháng. Để kinh doanh thời trang, nhưng do tình hình kinh doanh ế ẩm, cửa hàng đã đóng cửa. Thời điểm hiện tại, anh giảm giá thuê xuống 53 triệu đồng một tháng. Dù đã giảm giá nhưng hiện vẫn chưa tìm được người thuê mới phía dưới video là phần bình luận dành cho bạn trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại